Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các con đã cùng quay trở lại khóa học Tiếng Việt lớp 2 của trang web olm.vn. Các con thân mến, đến với bài giảng cuối cùng trong bài học Anh em thuận hòa, chúng mình sẽ cùng thực hành kể và viết về anh hoặc chị hay là em của mình. Nhiệm vụ đầu tiên các con sẽ cùng kể về anh chị em của mình con hãy kể về em bé hoặc anh chị của mình để thực hiện yêu cầu này chúng ta sẽ dựa vào những gợi ý như sau để có thể kể được về em hay là anh chị của con các gợi ý đó là em nói về ai em bé hay là anh chị của em mấy tuổi Em bé hoặc anh chị của em có gì đáng yêu về hình dáng, về tính tình? Và cuối cùng, tình cảm giữa em với em bé hay là anh chị của mình như thế nào? Trả lời những câu hỏi gợi ý này, các con có thể kể về anh hay là chị hoặc là em của mình. Ví dụ, có một bạn nhỏ đã giới thiệu như thế này: đây là chị của tôi. Lúc ấy, chị 9 tuổi. Những lời kể của bạn chưa hoàn thành. Nhưng theo con, những lời kể này đã trả lời cho các câu hỏi gợi ý nào? Hãy chọn cho đúng trong câu hỏi sau nhé! Nội dung bạn nhỏ kể theo như chúng ta được biết Chính là trả lời cho câu hỏi Em nói về ai? Em bé hay là anh chị của em mấy tuổi? Qua giới thiệu của bạn nhỏ, các con biết được bạn ấy giới thiệu về chị của mình và bức hình chụp chị ấy lúc 9 tuổi. Như vậy, bạn nhỏ đã giới thiệu về người mình định kể và tuổi của người đó. Con có thể nói tiếp để hoàn thành lời kể này giúp bạn nhỏ này nhé. Hoặc là cô có những câu văn như sau. Còn hãy sắp xếp các câu văn theo đúng thứ tự những gợi ý để có thể giới thiệu về một người anh. Chúng mình vừa hoàn thiện được những lời giới thiệu để kể về một người anh. Đó là Đây là anh của tôi. Lúc ấy anh 16 tuổi. Anh tôi rất cao, anh thông minh và tính cách rất hòa đồng. Tôi rất hãnh diện vì được làm em của anh. Các con có thể thấy. Câu thứ nhất, đây là anh của tôi. Trả lời cho câu hỏi, em nói về ai? Câu văn tiếp theo, lúc ấy anh 16 tuổi. Trả lời cho câu hỏi, em bé anh hay chị của em mấy tuổi? Chúng ta có câu văn thứ ba. Anh tôi rất cao để nói về đặc điểm hình dáng của người anh. Anh thông minh và tính cách rất hòa đồng. Giới thiệu với các con về tính tình của nhân vật này. Và câu văn cuối cùng. Tôi rất hãnh diện vì được làm em của anh. Cho thấy tình cảm giữa bạn nhỏ là tác giả của lời kể này với anh trai của mình như thế chúng ta đã có những câu văn phù hợp với những câu hỏi gợi ý và các con biết rằng trả lời những câu hỏi gợi ý các con có thể được những lời giới thiệu về anh chị em của mình bạn nhỏ của chúng ta giới thiệu về người anh còn các con các con giới thiệu về ai dựa vào những điều mà các con vừa nói có thể nói về anh, hay chị hoặc là em của mình. Chúng ta sẽ thực hành viết. Viết 4 đến 5 câu về em bé hoặc anh chị của em. Sau đó sẽ trang trí đoạn viết bằng ảnh hay là tranh em vẽ về em bé hoặc là người anh, người chị đó. Những câu hỏi gợi ý ở phần kể vừa rồi, chúng ta cũng sẽ sử dụng để thực hành kỹ năng viết các con đọc kỹ lại những câu hỏi gợi ý và có một bạn học sinh tên ngọc uyên đã viết được một đoạn văn giới thiệu về anh chị em của mình như sau các con thấy bên phía tay trái là hình ảnh minh họa về nhân vật mà bạn ngọc uyên đã viết và ở phía bên phải màn hình là đoạn văn của bạn ấy. Cô cùng các con sẽ đọc đoạn văn này nhé. Đây là em của tôi. Khi chụp bức ảnh này, em 2 tuổi. Em rất đáng yêu. Em đã biết lắng nghe lời của người lớn dạy bảo. Tôi thấy em rất ngoan. Tôi rất hạnh phúc khi được cùng vui đùa với em. Đọc kỹ đoạn văn này con thấy bạn ngọc uyên đã viết về ai đúng rồi bạn học sinh của chúng ta đã viết về một em bé là em của bạn ấy tương tự như vậy các con đã có những câu hỏi gợi ý chúng mình có thể kể sau đó sẽ viết về anh hoặc chị hoặc em của mình các con có thể trang trí bài viết đó bằng các bức ảnh hoặc là các bức tranh do mình tự vẽ sau đó có thể đem tặng nhân vật trong bức ảnh hoặc trong đoạn văn con viết các con nhé Quy vọng rằng những nội dung này chúng mình cũng sẽ thực hành thật tốt bài học của chúng ta đến đây là kết thúc cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại tất cả các con trong những bài học tiếp theo trên trang web olm vn nhé